Chào các bác ạ. Rất là nhiều anh em muốn em phối ghép lại con Sharpin Vega D9 với cả Mi đời nông 880D. Con này có tích hợp giải mã. Đấy, hôm nay thì nhân tiện nó về được cả D9 và 880D của đời nông. Em sẽ ghép thử để các bác nghe lại một lần nữa chất âm của con này khi đánh với cả Sharpin Vega D9 bát 40. Anh em lưu ý là con 880D này thì nó rất là lực, công suất là 216W, nó tương đương với con 890DG và 890D thì là 216W, con 780D cũng 216W, nó đều công suất như nhau. Nhưng chủ yếu có điều là những cái dòng này bây giờ nó rất là hợp thị hiếu với anh em, bởi vì nó tích hợp giải mã để các bác chơi luôn nhạc từ trên mạng xuống. Đấy, nó có cái tích hợp đấy thì rất là tiện lợi, không phải mua thêm cái DAC nữa. À, giờ mời các bác nghe âm thanh của con 880D ghép với con loa D9 Sharpin Vega. Chơi con này thì tích hợp được luôn. Về trong lô này về mỗi con thôi, lô này em về đang về rất là nhiều, ngập ngụa nhà luôn, có mỗi một con 880D và một con 890DG. Anh em có nhu cầu thì cứ alo cho em theo số máy 098 369 8887. Đấy, con này giá thị trường và bây giờ giá hiện tại bây giờ nó có khoảng vài chục triệu rồi, cụ thể các bác cứ alo nhé, các bạn sẽ báo giá chi tiết cho bác. Tất nhiên là tùy vào tình trạng hàng rồi chia rất là nhiều thôi. Cảm ơn các bạn.